nghiệm mấy năm up đệ tử của mình hôm nay chia sẻ từ A đến Z, anh em cố xem hết clip nhá. Dưới phần mô tả và trong comment mình có để link bio, anh em có nhu cầu gì về Ngọc Giò Online thì anh em có thể ủng hộ mình nhá. Ok, và xin chào anh em và chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ gọi là chia sẻ cho anh em cái cách up đệ của mình. Đấy, cách up đệ lên 150 triệu và cũng như là các thứ khác. Đấy, có khá là nhiều bạn đến thời điểm hiện tại thì nhiều anh em gọi là bảo là anh ơi sao anh lại up đệ gì mà nhanh thế, chưa được một ngày mà đã đệ đã mở skill rồi, đấy thế này thế kia, rất là nhiều câu hỏi chấm anh em ạ. Thật sự là nếu mà mình dành thời gian ra mình trả lời anh em thì không thể nào mà trả lời hết được, mà mỗi anh em lại hỏi một ý cơ thì cũng rất là khó. Cho nên là cái clip hôm nay sẽ là một cái clip gọi là chia sẻ cho anh em mình cái cách mà mình up đệ. Thực ra là mình dùng cách gọi là cây nhà lá vườn thôi chứ không phải là cách thủ thuật hay gì đâu anh em nhé. Cho nên là kể cả admin nó fix hay là gì cả thì anh em mình vẫn dùng bình thường, vì nó có thủ thuật gì đâu, chỉ là anh em mình anh em chỉ cần nhớ cho mình là mấy cái key này là hợp lý nhá anh em. Thứ nhất là anh em nếu mà up đệ nhanh ấy thì anh em cần phải chuẩn bị cho mình vài thứ. Thứ nhất là cần phải chuẩn bị cho mình ngọc nhá. Up đệ rồi chắc chắn rồi đấy, anh em phải cần chuẩn bị cho mình một cái, anh em cần phải chuẩn bị cho mình là bùa áp đệ, được chưa? Để con đệ nó không bảo là sao sư phụ ông đánh đi. Đó, anh em mua hẳn cho mình cái bùa một tháng nếu anh em có điều kiện. Cái thứ hai anh em chuẩn bị cho mình nữa là đậu của đệ tử nha. Đậu này có 3 cách lấy. Cách thứ nhất là mua ở ký gửi cho nó nhanh. Cách thứ hai là anh em thể mua ở trong Apulea. Cách thứ ba anh em thể xin ở trong bang. Đấy. Đấy, cứ mua ký gửi cho nhanh anh em ạ. Giờ cũng rẻ lắm. Nói chung là mình mua full đậu như này, mấy trăm viên này thì hết có tầm mấy chục triệu vàng thôi. Khá là rẻ nha. Giờ rất là dễ tiếp cận nha. Shop mình có đầy đủ vàng ngọc cho anh em cần thì cứ hú. Rồi. Sau khi mà chuẩn bị được như vậy rồi thì anh em cần chuẩn bị cho mình đồ của đệ nha. Đồ của đệ để up ấy. Đấy. Thì đồ thì mình khuyến cáo cho anh em thì thực ra là up đệ thì đậu sơ sinh ấy. Đậu đệ sơ sinh lên 1 triệu năm là cái khoảng thời gian up lâu nhất. Đấy. Thì lúc đấy thì anh em lại cần phải quan trọng đến cái việc mà anh em đổi lấy một con đệ tử chỉ số nó sao cho hợp lý đó. Những con đệ nào mà chỉ số giáp tầm 150, 160 trở đi thì anh em up cho mình cái map từ vách lối đen. Vách lối đen nha anh em. Vách đây này. Có 3 cái map là đảo Kame, đảo Guru và vách lối đen. 3 map này là quái HP bằng nhau và đam như nhau. Đấy, những con đệ nào mà giáp tầm đó thì anh em up map đấy cho mình. Còn dưới thì anh em up cho mình ví dụ rừng bamboo hay là mấy núi hoa tím hoa vàng mới up ở đấy lên 1.5 triệu mình tính tiếp. Rồi đồ chuẩn bị như nào nhỉ, anh em cứ chuẩn bị cho mình có điều kiện thì cứ đồ sao càng cao càng tốt, còn không thì anh em cứ chuẩn bị cho mình đồ 3 sao hợp lý được rồi. Đồ 3 sao, đồ 3 sao sức mạnh tiềm năng nhá. Đấy, còn anh em chuẩn bị thêm cho mình giày da đa hoặc là cả trang hút nữa, khi nào cần anh em mặc và dùng. Còn găng thì sao, găng thì thông thường anh em sẽ không ép sức mạnh tiềm năng mà nhiều đâu, thì anh em cứ tầm dưới 10 triệu thì anh em cứ mua mấy găng hồi cùi này dùng cho đệ nó có đam đánh nó nhanh nhá anh em, chứ còn anh em dùng càng có sức mạnh tiềm năng thì càng tốt. Ok, sau khi mà con đệ mà đã lên được khoảng tầm 6-7 triệu rồi thì bắt đầu là giáp dùng các thứ là rất là ổn rồi nhá. Hiện tại bây giờ thì trong game mà đang có cái x2 này này. Đấy, x2 này anh mua cả luôn cho mình nhá, up nó nhanh lắm anh em ạ, up nhanh lắm. Mình khá là thích cái x2 này, up nhanh cực. Trước thì up khoảng 2 ngày mới mở skill, giờ có thêm cái này thì up nhanh hơn nhiều. Đấy. Rồi, bắt đầu đệ 7-8 triệu anh em, up vào map Dungarin này đến 150 triệu thôi, cứ thế thôi. Còn cái khu up nhá, cái khu up là quan trọng phết. Khu up là anh em up cho mình ở... Ý là khu anh em up khu 1, khu 2 thôi, khu khác là ra Broly đấm chết anh em là đau hết đầu nhá. Còn cái cuối cùng quan trọng nhất này, anh em cần thêm cho mình là quả... mốt nhá, mốt up nhá. Mình thì thường dùng của còi ốc thứ 957. Anh em đợi xíu để mình vào cho anh em xem nhé. Đây. Thì đây là cái mod up nha anh em. Thì mình hay sử dụng tư liệu tập luyện. Nó đỡ bị mất kết nối anh em ạ. 520 phút này không biết là được bao nhiêu giờ quên mất rồi, nhưng mà ý là nó cũng khá là lâu nha anh em. Anh em up khu 1, khu 2. Còn anh em chuẩn bị đậu thôi, cứ thế mà treo thôi. Với lại anh em nhớ đừng bật cờ nhá. Anh em bật thêm ao hồi sinh nữa. Ao hồi sinh này thì lâu lâu nó mới chết một lần thôi mà, không quan trọng. Đấy, anh em cứ thế mà up thôi. Đấy, toàn bộ đấy. Còn cách mà mình treo trên BBS các thứ như nào thì lại phải một clip khác. Chứ một clip như thế này không thể nào mà chia sẻ với anh em hết được. Đấy là sự thật nhá anh em. Giờ chia sẻ mất thời gian lắm.
Đấy, cho nên là ông nào mà cần gì thì cứ comment để tôi lọc xong rồi tôi chia sẻ với anh em. Đấy, mỗi năm tôi phải ra một clip hướng dẫn như này, nó cũng hơi mất thời gian nhưng mà thôi. Được cái này mất cái kia, nói chung là anh em xem thì lại có view, có tiền YouTube thì thôi. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình nhá. Bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip.